Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh bán hàng của shop linh kiện thao máy. Hôm nay thì em lại tiếp tục chào bán cho anh em một số mặt hàng thao máy. Anh em ưng ý hoặc là muốn mua mặt hàng nào thì có thể liên hệ em qua số điện thoại Zalo 035 373 0000. Số điện thoại thì em có để trên màn hình cho anh em nhé. Đấy, anh em có thể lướt qua một vòng. Được mặt hàng nào thì có thể gọi điện để chốt nhanh hoặc là nhắn tin qua Zalo, bên em có thể trả lời ngay luôn cho anh em nhé. Đấy. Rồi, mặt hàng bên em thì liên tục về và luôn luôn đa dạng những cái mặt hàng khác nhau cho anh em lựa chọn nhé. Đấy. Đó, có những cái món hàng thì nó sẽ về liên tục, một vài hôm lại có anh em nhé. Thôi, anh em cho em xin một chút thời gian, bấm vào nút đăng ký kênh, bấm chia sẻ video lên những cái trang mạng xã hội như Zalo hoặc Facebook để cho anh em, bạn bè, người thân cùng biết để ủng hộ kênh này phát triển anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Hôm nay lên cho anh em mã R1 có giá là 300.000 đồng. Ở đây thì em có những cái thanh chữ U bằng inox này. Đây, R1 300.000 đồng anh em nhé. Đấy. Đây anh em có thể nhìn thấy này, thanh chữ U bằng inox rất là đẹp này. Đó. Tổng chiều dài của nó là 1m18 nhé. 1m18 còn gọi là 118 cm. Đấy. Phần chiều rộng của nó sẽ là 12 cm này. Nó sẽ bo cong lên là 4 cm này, hai bên là 4 cm nhé. Và độ dày inox là 2 mm cho anh em, 2 mm. Mã R1 sẽ có giá là 300.000 đồng một cái thanh chữ U bằng inox như này cho anh em này. Đó. Rồi tiếp theo mã R2, em có một cái thanh nhôm đặc như thế này. Đấy, có giá là 620.000 đồng một thanh nhá. Thanh nhôm đặc rất là dày như thế này này. Đó. Rồi, ở đây độ dày của nó là 2,5 cm nhé. 2,5 cm. Ở trên thân thì nó khoan một ít lỗ ở đây, khoảng cách đều như nhau để nó bắt thiết bị nhá. Độ dày là 2,5 cm. Nó khá là nặng, lên tới 8 kg một cái thanh này cơ. Thế nên em xin phép để xuống dưới đo thông số nhé. Độ dày của nó là 2,5 cm. Chiều rộng là 9 cm anh em nhé. Và chiều dài của nó là 1m26, còn được gọi là 126 cm anh em nhé. Đấy. Mã R2 sẽ có giá là 620.000 đồng một cái thanh như thế này nhé. Tiếp theo mã R3 sẽ có giá là 100.000 đồng trên một thanh như thế này. Đây, những cái thanh nhôm rất là đẹp. Đó. Ở đây thì nó được cắt khuyết đi một dãy lỗ như thế này. Đó. Tổng chiều dài là 52,3 cm cho anh em này. Chiều rộng là 6,5 cm này. Và độ dày của nó sẽ là 1 cm nhé. Đấy, mã R3 sẽ có giá là 100.000 đồng một thanh như thế này. Tiếp theo mã R4 này sẽ có giá là 360.000 đồng một tấm này cho anh em. Ở đây thì em có những cái tấm nhôm như thế này. Ở bên đây thì sẽ được vắt cạnh ba bên này, ba bên vắt cạnh này. Ở đây thì có một cái rãnh nhỏ này. Đấy. Và mặt đây thì nó phẳng lì như thế này cho anh em, có một vài cái lỗ khoan cho anh em nhé. Đây, kích thước toàn bộ này, chiều dài của nó là 53,2 cm nhé. Chiều rộng là 31,8 cm nhé. Đấy, và độ dày của nó sẽ là 1 cm cho anh em nhé. Độ dày là 1 cm đây. Đó. Mã R4 này sẽ có giá là 360.000 đồng một tấm nhé. Rồi, tiếp theo mã R5, tấm nhôm như thế này. Bên trên cũng có khá là nhiều lỗ nhỏ này. Đó. Giá là 180.000 đồng một tấm cho anh em nhé.
Tổng chiều dài ở đây là 53cm này, rộng là 19cm này, và độ dày của nó sẽ là 6mm anh em nhé. Độ dày là 6mm. Mã R5 có giá là 180.000 đồng một tấm như này. Đây hình thức cho anh em xem nhé. Rồi tiếp theo ở đây thì em có hai cái băng tải nhá. Một cái băng tải có chân này. Đấy, và một cái băng tải thì nó đang không có chân nhá. Đấy, để bên nằm thì nó vẫn chạy được nhá. Đó. Đấy, băng tải này có chân nhưng mà nó ngắn hơn này. Tổng chiều dài của nó sẽ là 63cm này. Tổng chiều dài là 63cm nhá. Chiều rộng của nó là 12cm, 12cm này. Đấy, độ dày, độ phần nhám này bên trong này, bên trong phần nhám nó là 10cm cho anh em nhé. Đấy. Ở đây thì có hai chân anh em có thể nới lên, hạ xuống được. Đấy. Độ dày cái phần đế của nó, cái phần vai hai bên này. Độ rộng phần hai vai hai bên nó sẽ là 5,2cm nhé. Đấy, con này thì toàn bộ là nhôm dày 1cm cho anh em nhé. Đấy, có mỗi cái chân này, nó chân nó mỏng hơn một chút là 8mm này. Đó, tổng chiều cao chân của nó sẽ là 13cm nhé. Ở đây nó sẽ xịt lên xuống được 3cm. Đấy. Hiện tại là toàn bộ chiều cao của nó sẽ là 15cm thì nó có thể lên được là lên được khoảng là 16,5 hoặc là 13,5cm nhé. Đó, nó xịt lên thì xuống khoảng trong vòng 3cm cho anh em. Ở đây thì có vị trí bắt motor này. Đấy, trục bắt motor này là trục 10mm nhé, có nghĩa là trục 1cm anh em nhé. Đó, mã R6 này sẽ có giá là 680.000 đồng một bộ băng tải này. Đó, băng tải này thì kích thước chiều ngang này giống nhau này, bên trong này cũng giống nhau, và chỉ có khác nhau là có chân hoặc không có chân hoặc chiều dài thôi anh em nhé. Đấy, và băng tải lớn này thì nó có tổng chiều dài ở đây sẽ là 95cm nhé. Nó có tổng chiều dài là 95cm. Cái chiều ngang này của nó cũng bằng con kia thôi, là 12 này. Cái phần rộng phần băng tải ở bên trong, nhám bên trong này là 10cm nhé. Và cái phần này nó cũng là 5,2cm. Ở dưới nó cũng là rất là nhiều cái thanh ngang để đỡ này. Và có trục bắt motor đường kính là 1cm anh em nhé. Trục bắt motor đường kính là 1cm. Mã R7 có giá là 790.000 đồng này. 790.000 đồng một cái như thế này nhé. Tiếp theo lên cho anh em là mã R8 sẽ có giá là 50.000 đồng này. Ở đây thì em có những cái ke hoặc là anh em chế những cái giá đỡ bằng inox này. Chiều dài là 15,5cm này. Phần rộng nó sẽ là 8,5 này. Nó bo cong kiểu như này là 6. Với phần này nó sẽ là 3cm nhé. Đấy, hình dáng sẽ như thế này cho anh em. Mã R8 50.000 đồng một miếng như thế này nhé. Tiếp theo mã R9 sẽ có giá là 280.000 đồng. 280.000 đồng một cái 500 điện này. Chiều dài ở đây nó sẽ là 22,3cm này. Rộng là 6,5 và độ dày là 3,2cm. Đấy, hàng tháo máy thì một vài chỗ nó cũng bị sứt những cái miếng nhựa thôi nhá. Đấy, miếng nhựa chết như này. Đó, còn hoạt động thì ok anh em nhé. R9 280.000 đồng một cái như này. Nó sử dụng điện từ 12 hoặc 24V để hít nhé. Rất là tiện. Rồi R10 cho anh em những cái nhỏ hơn. Nó cũng là 500 điện thôi. Hàng của Nhật Bản sản xuất. Điện zin của nó là 3 pha 220V. Nhưng mà anh em về mod lại sử dụng điện 12-24 vẫn sử dụng tốt nhé. Dài là 12,8cm này, rộng là 6,5 và độ dày là 3cm. Mã R10 có giá là 160.000 đồng.
Rồi tiếp theo mã R11 này sẽ có giá là 30.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những con khóa điện này, Safex này, Safety Door Switch, có nghĩa là khóa cửa nhé. Đấy, khóa cửa này, sử dụng điện DC coil này, DC 24V này, 0.3A này. Đó có nghĩa là bên trong có một cái cuộn coil để nó hút cái chốt. Đấy, anh em về có thể chế cháo để lấy đồ nhé. Còn thực ra thì những con này nó đang thiếu một cái chốt này, thiếu một cái chốt này và dây nó ngắn, thế nên mà bán thanh lý cho anh em nhé. Và cái này sử dụng thì nó cũng đơn giản thôi, anh em có thể cấp nguồn vào 24V là nó sẽ đóng cuộn hút thôi. Đấy, không có gì khó khăn, anh em về có thể tự chế cháo nhé. Đó, giá thanh lý cho anh em giá quá là rẻ vì hàng nó xấu này. Đó, anh em nhìn thấy này, 30.000 đồng một cái nhé. Đó, 30.000 đồng một cái thôi. Đây, với những cái như thế này anh em về có thể tận dụng này. Đó, chiều dài của nó 22 này, rộng là 4 này, và độ dày ở đây là 4.2 cm. Mã R11 30.000 đồng một cái như thế này cho anh em nhé. Rồi tiếp theo mã R12 em có những cái trụ chân như thế này cho anh em này, trụ bằng thép như thế này. Đầu này thì có gen này, đầu này thì cũng có lỗ gen cho anh em này. Tổng chiều dài của nó sẽ là 16.5 cm này. Cái phần trục này thì nó sẽ là 12.8 này. Còn lại là phần chân gen này anh em nhé. Đường kính trục ở đây là 16mm này. 16mm này. Và đường kính gen ở đây là 10mm, có nghĩa là 1cm cho anh em nhé. Mã R12 20.000 đồng một cái này. Tiếp theo mã R13 sẽ có giá là 160.000 đồng. 3 cái ke inox này. Đấy, 3 ke inox dày 1.5mm nhé. Bề rộng là 13.5 này. Chiều này nó sẽ là 10 này. Và chiều này nó sẽ là 3.5cm này. Hình dáng như này, 3 cái giống nhau nhé. Mã R13 có giá là 160.000 đồng 3 cái. Những combo này em chỉ có một bộ thôi nhé. Rồi tiếp theo mã R14 này, em có những cái trụ inox như thế này. Đấy, trụ inox này nó dài là 28.5 cm nhé. Phẩy 4 chưa được phẩy 5 nhé, 28.4 này. 28.4 cm này. Đó. Đường kính trục ở đây nó sẽ là 12mm nhé. Đường kính trục là 12mm. Đấy. Ở đây hai đầu có đều có lỗ gen cho anh em nhé. Mã R14 30.000 đồng một trục này cho anh em. Rồi, tiếp theo mã R15 sẽ có giá là 50.000 đồng. 50.000 đồng một cái ke góc như thế này, ke góc nhôm hình chữ L như thế này. Chiều dài ở đây là 30cm nhé. Một chiều này nó sẽ là 2.7 và chiều này là 2cm. Và độ dày của nó là 6mm nhé. Kéo góc bằng nhôm như thế này cho anh em. Mã R15 50.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo mã R16 có giá là 50.000 đồng 8 cái. Cái này là gọi là cái phên bằng inox. Và ở đây là có những cái lỗ bắt những cái cảm biến thiết bị này. Ở đây là em tháo ra thì anh em về có thể tận dụng làm những cái ke nối, hoặc là chế những cái đồ vận dụng khác nhé. Đấy, 50.000 đồng 8 miếng. Chiều dài của nó là 10.5cm này, rộng là 7.5 này. Và độ dày của nó sẽ là 3mm nhé. Mã R16 có giá là 50.000 đồng 8 cái. Tiếp theo mã R17 này, em có những cái chân nhôm như thế này. Đấy, 50.000 đồng một cái cho anh em. Tổng chiều dài ở đây là 22.4cm nhé, 22.4 này. Đấy, phần rộng này 5cm này. Phần rộng bên trong nó sẽ là 2.6cm này. Và độ dày của nó là 2cm nhé. Bên trên bên dưới thì con lỗ cho nhau bắt chế cháo nhé. Đó, rất là đẹp. Mã R17 50.000 đồng một cái nhé. Hàng có khá là nhiều cho anh em. Tiếp theo mã R18 này em có giá là 50.000 đồng một đống này nhé. Ở đây em có một đống cái ke như thế này. Đó, giá nó như nhau. Vài cái nó bị cong này. Anh em nhìn thấy một vài cái nó bị cong này. Đấy.
Ở đây có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cái. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cái nhá. Giá chỉ có 50.000 đồng thôi. Một combo này và em chỉ có một combo duy nhất cho anh em nào nhanh tay nhá. Đấy, phần rộng của nó là 4,3 này. Chiều này là 4 và một chiều này nó sẽ là 4,5 cm nhá. Đấy, mã R18 có giá là 50.000 đồng. Một đống đấy cho anh em. Đó. Tiếp theo mã R19 em có những cái tay quay kèm là trục này. Đấy, tay quay này thì đường kính là 10 cm nhé, hàng của Hàn Quốc anh em nhé, Korea in trên thân nhé. Đường kính là 10 này, tổng chiều dài ở đây nó sẽ là 20,5 cm này. Đó, ở đây thì nó có hai cái size để cho anh em gắn được trục nhé. Ở đây này, cái trục này này, trục dài thì là đường kính gắn trục nó sẽ là 16 mm nhé, 1,6 cm ở đây. Còn ở đây này, anh em vặn con ốc này ra này, trục này nó lại trục là trục 15. Thế nên là anh em có thể gắn được cả 16, 15. Ví dụ 16 anh em gắn thêm cái nối dài này vào, còn 15 thì anh em tháo, dùng mình cái tay quay này thôi nhá. Đó, mã R19 có giá là 50.000. À xin lỗi anh em, R19 150.000 đồng một cái này. Rồi tiếp theo mã R20 em có những cái ống nối nhanh. Ống nối nhanh của Hàn Quốc này, hàng inox rất là đẹp. Đường kính ở đây là ống đường kính bên ngoài là 29-30 nhé, 29 mm, có nghĩa là 2,9 cm nhé. Đây cái đường kính nối nhanh cho cái ống bên ngoài ấy. Đó. Đó, anh em có thể dùng để nối nhanh bằng ống hơi này hoặc là ống nhựa đều được nhé. Nó rất là kín. Đấy. Mã R20 160.000 đồng hai cái ống này. Ở tiếp theo là mã R21 có giá là 150.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những cái tay gá màn hình như thế này. Tay gá màn hình, hàng này thì là hầu như những cái tay gá bé bé như thế này hầu như là nó sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé. Nó xuất đi cho các nước Hàn Quốc, Nhật Bản để sử dụng cho do chi phí nhân công nó rẻ. Đó, ở đây thì chỉ gắn được những cái màn hình máy vi tính anh em nhé. Anh em nào mà nhà có những cái không gian chật hẹp với lại là cần gắn những cái màn hình máy tính xem camera sát tường ấy thì nên mua những con này để gắn nhé. Ở đây từ tường ra này, ở đây có một cái bát gắn từ tường nha. Nó chỉ dày, nó chỉ là 5,5 cm rồi, 5,5 cm nó là rất là sát tường rồi. Đấy, anh em về có khoan hai cái lỗ bắt ốc này và ở đây có cái chốt để tránh bị trượt của con màn hình này. Còn những cái tay này thì cái gá này thì bắt được tất cả các màn hình máy tính từ 32 inch trở lại nhé, màn hình máy tính nhé. Đó, chứ mà là màn hình máy tính từ 7 cân trở xuống là bắt được hết anh em nhé. Ở đây thì nó có thể là bẻ cong bốn hướng nhé, gập lên gập xuống này. Còn này nó cũng có thể gập lên gập xuống vì nó đang hơi chắc một chút, mình phải dùng lực rất là mạnh thì mình đấy, mình mới chỉnh con nó được nhé. Đó, mã R21 150.000 đồng một cụm này nhé. Tiếp theo là mã R22 có giá là 5.000 đồng một nút này. Ở đây thì em có những cái nút nhấn nhã này, nút đề anh em nhé. Nó có thể sử dụng điện là 250V 3A, công suất của khoảng 600W ấy. Và là điện DC 30V 5A, 150W nhé. Đó. Nút nhấn nhã không anh em nhé, nút đề ấy, và không có đèn. Đó, không có đèn báo, nó chỉ có nút, mình nút thôi. R22 5.000 đồng một cái nhé. Đường kính của nút này nó sẽ là 18 mm nhé. Và cái đường kính lỗ cho anh em bắt này nó sẽ là 16 mm nhé. Anh em khoan cái lỗ 16 là nhét vừa. R22 5.000 đồng một cái rồi nha. Ở đây em mã R23 có giá là 250.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những cục nam châm hít bằng cách vặn như thế này thôi. Vặn như này nó sẽ hít nhé. Đó, rất là đơn giản. Đây, như này đang không hít này, đang không hít anh em nhé. Đấy, đó. Thì anh em vặn xuống này, anh em vặn xuống thì nó sẽ hít này. Đó, nó sẽ hít lên này. Đó, đây em tắt đi nhé, nó rơi cái thước xuống nó bị hư mất đấy.
Đấy, nó rơi mất cái thước xuống đấy. Kích thước của nó sẽ là 6 cm này, dài này, rộng 5 và cao là 5,5 nhá. Mã R 23 250.000 đồng cục này. Tiếp theo mã R 24 này, ở đây thì em có những con SSR nhá. SSR công suất là 125A, 600V nhá. Điện cấp vào là 4 đến 32V cho anh em. 4 đến 32V. Giá là 70.000 đồng một cái này. 70.000 đồng một cái nhá. Hình như cái đế này nó cũng là bằng inox anh em nhé. Đúng rồi, cái đế tản nhiệt của nó được làm bằng inox luôn anh em nhé. Đế tản nhiệt được làm bằng inox này. Đó, rất là đẹp. Kích thước SSR ở đây là 5,8 này, rộng là 4,5 này, và độ dày toàn bộ là 2,5 cm nhé. Mã R24 70.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo mã R25 có giá là 40.000 đồng một tấm này. Những cái tấm nhôm mà được khoét những cái lỗ đối xứng như thế này. Kích thước dài là 17,3 cm này, rộng là 8,8 cm này, và độ dày là 1 cm cho anh em nhé. R25 40.000 đồng một miếng như thế này. Tiếp theo mã R26 có giá là 60.000 đồng hai miếng như thế này cho anh em này. Tổng chiều dài ở đây là 17,3 cm này, chiều rộng là 11,6 này, và độ dày vẫn là 1 cm nhé. Đấy, hai miếng như này có giá 60.000 đồng. Mã R26 này. Tiếp theo mã R27 có giá 90.000 đồng hai cái trụ như này, hai cái trụ bằng nhôm như thế này nhé. Tổng chiều dài ở đây là 30,5 cm này, dài là 30,5 cm. Đường kính trụ ở đây nó sẽ là đấy. Em làm rơi cái mà hư luôn cái thước anh em này. Đó. Rồi, đường kính trụ ở đây nó sẽ là 2 cm cho anh em nhé. 2 cm. Mã R27 90.000 đồng. 90.000 đồng hai cái này cho anh em. Rồi, tiếp theo ở đây mã R28 có giá là 260.000 đồng một bộ xi lanh. Đấy. Xi lanh này là xi lanh hơi anh em nhé. Hành trình là 75 cm này. Đấy, tổng chiều dài ở đây nó sẽ là toàn bộ xi lanh nó sẽ là 23 cm nhé. Đấy. Đường kính thân xi lanh nó sẽ là 6 cm này. Đường kính trục ở đây nó sẽ là đường kính trục xi lanh ở đây nó sẽ là mất cái thước rồi. Đường kính trục xi lanh ở đây là 2 cm nhé. Và hành trình xi lanh thò ra thụt vào được là 7,5 cm cho anh em nhé. Có một cái bát gắn ở đây này. Đó. Mã R28 260.000 đồng một cái nhé. Rồi, tiếp theo lên cho anh em là mã R29 có giá là 300.000 đồng một cụm này này. Ở đây thì em có những cái cụm đo flow nước này. Đo flow nước thì ở đây nó có ghi là 60, 20, 30. Có chia từng khớp ở đây này. Nó và có phần L trên min, nghĩa là lít trên foot nhé. Ở đây thì đường ống toàn bộ là đường ống 27 này, gen 2 đầu 27 này, cái van 1 chiều 27 này, và co 27 ở đây cho anh em này. Đó, mở ra 29 300.000 đồng một cụm như thế này cho anh em nhé. Rồi, tiếp theo mã R30, em có một bộ combo trục Z. Đấy. Giá là 650.000 đồng cụm này cho anh em nhé. Anh em có thể về chế những bộ tăng chỉnh này. Rất là đẹp. Đó. Bước 5 và hành trình ở đây nó đi được là 15 cm anh em nhé. Bước 5 hành trình đi được 15 này. Tổng chiều dài ở đây nó sẽ là 27 này. Chiều rộng ở đây là 11 và độ dày ở đây là 6,5 cm. Đấy, mã R30 sẽ có giá là 650.000 đồng cụm này. Rồi, tiếp theo mã R31 có giá là 30.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những cái tay quay vặn như này. Ở đây thì có những cái lỗ cho anh em có thể bắt trục nhé. Đấy. Chiều dài của nó sẽ là 12 cm này. Đường kính ở đầu là 14 mm này.
Đường kính ở đầu là 14 này, đường kính chỗ to này nó sẽ là 22 này, và đường kính lỗ ở đây là 13 mm nhé. Mã R 31 30.000 đồng một cái cho nha. Tiếp theo mã R 32 có giá là 30.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những cái ke góc bằng nhôm như thế này cho nhà nhé. Dài là 18,5 này, chiều này nó sẽ là 2,7 và chiều này nó sẽ là 2 cm cho nha. Đó, độ dày thì một chỗ thì nó sẽ là 8 mm và một chỗ nó sẽ là 6 mm nhé. Đấy, mã R 32 30.000 đồng một cái này. Tiếp theo là mã R 33 sẽ có giá là 15.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những cái tay nắm bằng inox như thế này. Tổng chiều dài ở đây là 13,8 này, rộng là 8,7 này, và độ dày thì nó bo ra ngoài nó sẽ là 5 mm nhé. Bốn cạnh thì có hàn sẵn bốn con vít như thế này cho anh em về cho việc khoan đúng bốn lỗ để anh em lắp nó xuống để cố định rồi. Mã R 33 15.000 đồng một cái tay bằng inox này. Ở tiếp theo mã R 34 có giá là 120.000 đồng trên 3 cái này. Ở đây thì em có những cái thanh nhôm rất là đẹp như thế này, thanh nhôm đặc nhé. Dài ở đây là 28,6 cm này, rộng là 2 cm và độ dày là 1,5 cm nhé. Đấy, mã R 34 120.000 đồng 3 thanh như thế này. Tiếp theo mã R 35 sẽ có giá là 30.000 đồng một thanh như thế này. Nó cũng là thanh đặc như thế thôi, hai đầu có taro sẵn gen này. Tổng chiều dài ở đây là 38,4 này, một chiều là 1,5 và một chiều là 1,2 cm nhé. Đấy, rộng 1,5, dày 1,2. Mã R 35 30.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo mã R 36 sẽ có giá là 320.000 đồng một bộ 4 bánh này. Ở đây thì em có những bộ bánh xe Wellmaster VKI 60 của Hàn Quốc này. Chiều cao toàn bộ của nó sẽ là 8 cm này, đường kính bánh là 5 cm và bề rộng bánh ở đây là 2,5 cm. Mặt bích bên trên có kích thước là 7,3 x 7,3 cm, vuông 7,3 bên trên nhé. Mã R 36 có giá là 320.000 đồng một bộ 4 bánh nhé. Tiếp theo mã R 37 có giá là 420.000 đồng một bộ 4 bánh này. Ở đây là những bộ bánh Food Master hàng tháo máy. Đấy, mặt bích bên trên có kích thước là 9 cm, rộng 9 cm, mặt trên vuông 9 anh em nhé. Tổng chiều cao toàn bộ là 10 cm này, đường kính bánh ở đây là 6 cm và bề rộng bánh ở đây là 2,8 cm nhé. Hàng tháo máy có xước sát này, anh em để ý nhé. Đó, mã R 37 420.000 đồng một bộ 4 bánh cho nhé. Rồi tiếp theo mã R 38 này, em có giá là 60.000 đồng. Ở đây thì em có một cái tấm lưới nhìn khá là đẹp. Đấy, bằng inox, tổng chiều dài là 35,8 này và chiều rộng là 17,2 cm này. Đó, mã R 38 60.000 đồng tấm này nhá. Rồi tiếp theo mã R 39 có giá là 110.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những con quạt sử dụng điện 220V, công suất là 17W của Đài Loan sản xuất nhé. Điện sử dụng là 220V anh em nhé. Đấy, kích thước là 12 x 12 và độ dày là 4 cm, tính ra đến tận mặt lưới nhé. Ở đây thì có cover nhựa bảo vệ và thêm cover nhựa tản hướng gió này. Anh em có thể xoay bốn phía nếu muốn cho nó chạy lên, chạy xuống, chạy ngược, chạy xuôi nhé. Đấy, hàng khá là đẹp, tem xanh, mướt, hàng bao chính hãng cho anh em. Anh em về đấu dây điện vào đây 220V là chạy nhé, không phân biệt cực âm dương. R 39 110.000 đồng một cái cho anh em nhé. Rồi tiếp theo là mã R 40 có giá là 380.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những con quạt Super Orid AC Fan nhé. Quạt này có ghi Made in Japan cho anh em nhé. Sử dụng điện 220V. Đấy. Đường kính quạt và
Rộng quạt nó sẽ là 20 x 20 và độ dày ở đây nó sẽ là 6 cm nhé. Mã R40 có giá là 380.000 đồng một cái nhé. Anh em vẫn cứ cắm điện 220V là sử dụng, không phân biệt âm dương anh em nhé. Rồi tiếp theo ở đây là em có những con contactor này, công suất là 18A nhé, hàng của LS anh em nhé. Đấy, giá là 160.000 đồng một cái nhé, 160.000 đồng một cái, contactor 18A này. Đấy. Ở con này thì có giá có là 12A rồi này. Đấy. Hai con 18 nhé. Đấy, và còn một con 12 anh em nhé. Một con 12 này. Giá là 160.000 đồng một con cho anh em nhé. 160.000 đồng một con. Đồng giá. R41 cho anh em nhé. R41. Tiếp theo mã R42 thì có giá là 160.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những con nguồn Phisonic của Hàn Quốc Made in Korea này. Điện đầu vào là 100 hoặc là 220V và điện đầu ra là DC 24V 4.4A nhé. Hàng nguồn khá là đẹp anh em này. Đó, kích thước chiều dài ở đây nó sẽ là 17,5 này. Rộng là 8 và độ dày là 3,5 cm cái nguồn. Đó, khá là đẹp cho anh em. R42 160.000 đồng một cái nguồn này cho anh em nhé. Tiếp theo mã R43 có giá là 60.000 đồng một cái khay bằng inox như thế này. Inox này thì nó được gia nhiệt rất là nhiều, thế nên mà nó bị ố vàng nhé. Đấy, tổng chiều dài ở đây là 20 này, chiều rộng là 10 này, và chiều cao ở đây nó sẽ là 11 cm nhé. Ở bên dưới nó sẽ có một cái lỗ như thế này. Đó. Mặt ba mặt ba bên này là nó kín, mặt đường trước và mặt đáy là nó là những cái tấm inox có lỗ nhé. Đó, mã K43 60.000 đồng một khay như này, em có hai khay này. Rồi, tiếp theo là mã R44 này. Đấy, mã R44 nhé. Lúc nãy em là đọc mã K. Nó là R anh em nhé, ghi thiếu, nó ghi R43 nhé, thì ghi thiếu cái nét đó, anh em thông cảm một chút. Dạo này học hành nó không được đầy đủ cho lắm. Đấy, mã R44 này sẽ có giá là 80.000 đồng một cái nhé. Ở đây thì em có những con nguồn 12V công suất là 3,3A này, nguồn adapter có chân cắm như thế này nhé, có đầy đủ dây nguồn này. Đấy, có đầy đủ cái dây nguồn 3 chấu ở đây này. Một cụm adapter 12V 3,3A này có giá là 80.000 đồng một cụm nhé. Mã R44 cho anh em chụp ảnh gửi Zalo nhé. Rồi tiếp theo mã R45 có giá là 150.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những con át chống giật MEC của Hàn Quốc nhé, LS của Hàn Quốc. Đó, 15A, dòng giò là 30mA. Đấy, loại sắc to nhá, tổng chiều dài của nó tận lên 11,5cm này. Rộng là 5cm và chiều cao toàn bộ nó là 6,5cm. Ở đây nó có thể cài ray và dùng cái vít dài gắn bằng hai cái lỗ ở đây xuống được nhá. Đó, mã R45 150.000 đồng một cái nhá, át chống giật 15A sắc to cho anh em nhá. Ở tiếp theo mã R46 sẽ có giá là 180.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những con nguồn Manuel. Đấy, điện đầu vào là 100 hoặc là 240V và điện đầu ra là 5V 26A này, cho anh em về thắp những bóng đèn LED này. Dịp Tết này, chuẩn bị Giáng sinh này. Đó. Tổng chiều dài ở đây nó sẽ là 20cm này. Rộng là 10 và độ dày ở đây là 4cm nhé. Nguồn đầu ra là 5V 26A DC nhé. Đấy, cho anh em về thắp đèn LED hoặc là chế những cái bạc sạc pin của Hàn Xiao Pin rất là tiện nhé. R44 180.000 đồng một cái nhé. Quá đẹp cho anh em về. Xin lỗi anh em, R46 nhé. Ở chỗ này nhập mã liên tiếp. R46 180.000 đồng cho anh em. Rồi tiếp theo ở đây là mã R47 có giá là 330.000 đồng một cụm này. Ở đây thì em có một cái bàn dập như thế này. Nó chỉ có mình cái đế như thế này thôi nhá. Đấy, có một cái đế thôi. Toàn bộ được làm bằng fibcam này.
Tổng chiều dài ở đây nó sẽ là 24 cm này, chiều rộng ở đây là 16 cm này, và chiều cao em tính cả phần đế cao su lên tới là 20 cm, tính trên đầu này nhé. Nó sẽ có hai cái phần dập này, đó anh em nhìn thấy không, có hai phần dập này, cái này thì hai phần dập riêng biệt nhé, cái lên cái xuống được nhé. Ở đây thì được làm bằng mica trong này đó. Anh em lưu ý nhé, cái này em chỉ có một cụm duy nhất dành cho anh em nhanh tay rồi nhé, một cụm duy nhất cho anh em nhanh tay. Nhìn hình thức này khá là đẹp nhé. Đó, mã R47 350.000 đồng cụm này, duy nhất một cụm, không có cụm thứ hai anh em nhé. Đó, hàng thì nó có xước sát một chút những cái vấn đề chỗ như thế này anh em nhé. Đó, R47 330.000 đồng cụm này cho anh em. Đó, rồi tiếp theo ở đây mã R48 em có những con relay này. Relay của Korea nhá, made in China, hàng Korea Auto Control, có nghĩa là Nhật Bản nó tự động điều khiển. Hàng thì sản xuất tại công ty đặt tại Trung Quốc, Kacom này. Ở đây coil của nó là 24V DC này, công suất của nó là 25A nhé. Tiếp điểm đóng là anh em có thể đóng 30V DC. Đây, đóng vào hai cái tiếp điểm này thì là nó sẽ hút cuộn hút bên trong, nó sẽ đóng những cái tiếp điểm này lại với nhau. Đấy, giá là 40.000 đồng một cái mã R48 nhá. Đấy, kích thước rộng là 5, dài là 5, rộng là 3,5 và chiều cao ở đây nó là 5,5 cm. Mã R48 là 40.000 đồng một cái này cho anh em. Rồi tiếp theo mã R49 có giá là 420.000 đồng một bộ này, gồm cả motor này và một cái bàn tròn xoay như thế này này. Đó, đây là cái tem cũ. 420.000 đồng cho anh em nhé. Motor thì công suất là 15W này. Motor công suất là 15W cho anh em nhé. Đấy, tốc độ quay của nó là 1.000 nè, 250 vòng trên phút này, tụ dùng là 1 microvara này. Ở đây thì hộp số nó có một cái hộp số giảm tốc xuống là 100 lần, có nghĩa nó chỉ quay khoảng 120 vòng trên 1 phút thôi. Đấy, đây có khớp nối lên xoay đây nhá. Ở đây thì anh em có thể tháo ra chỉnh vào bằng cái, ở đây có mấy cái chốt ở đây này. Đó, rồi motor này có chiều dài là 12, đường kính motor là 7 cm thôi anh em nhá. Đấy, trục, cái trục này thì nó sẽ là 2 cm này, và đường kính cái mặt tròn xoay này nó là 16 cm. Rồi, tổng chiều dài toàn bộ của nó sẽ này sẽ là 38 cm cho anh em nhé. Đây, 38 cm. Đây có ổ cắm thì test qua luôn cho anh em nhé, hai con giống nhau. Anh em đợi một chút, lên luôn con này, hai con giống nhau. Con này quay nhanh hơn nhá, hộp số nó xuống có 50 thôi. Con này là 6W nhé, con này 6W công suất, hộp số nó xuống với 50, thế nên mà nó sẽ quay nhanh hơn nhé. Đấy, khớp nối của nó cũng đặc biệt này. Đấy, tổng chiều dài của nó cũng là 38 cm nhé. Tổng chiều dài motor là 11,5 và đường kính motor là 6, đường kính trục cũng là 20mm và đường kính cái miếng mica của nó là 20cm nhé. Đấy, ở đây thì em test một cái quay cho anh em thôi nhé, anh em để ý nhé. Dán cái tem này ở đây cho anh em dễ nhìn. Đó, nó đang quay nhé. Đây anh em nhìn thấy nó đang quay, nó quay rất là chậm như thế nhé. Rồi, ok, mã R49 là 420.000 đồng này. Cái này bằng nhôm này. R50 290.000 đồng này, cái này bằng nhựa này. Con này 15W này, con này 6W này. Đó, tiếp theo mã R51 có giá là 160.000 đồng một trụ như thế này, trụ chân như thế này nhá. Đấy, tổng chiều dài ở đây nó sẽ là 12 này, rộng là 8,2 này, và chiều cao ở đây là 9,2 cm nhá. Giá là 160.000 đồng một trụ. Đó,
Tiếp theo mã R 52 này, có giá là 60.000 đồng 2 tấm này. 60.000 đồng 2 tấm nhôm như này. Một tấm là dài 34, rộng 13,5 và dày là 2 mm. Một tấm là dài 35, rộng 17,5, dày 3 mm. Đấy. Mã R 52, 60.000 đồng 2 tấm này. Tấm này thì một mặt nó có cắt cắt như thế này này. Mặt này thì nó đẹp. Mặt này thì cái tấm này thì hai mặt như nhau nhá. Đó, mã R 52, 60.000 đồng 2 tấm này cho anh em. Tiếp theo mã R 53 có giá là 50.000 đồng một tấm này. Một thanh U như thế này. Dài 60 này. Rộng là 5 này và bo lên là 2 cm này. Độ dày inox là 1 mm cho anh em nhé. Đó. Mã R 53 50.000 đồng một thanh như thế này cho anh em, thanh inox U như thế này. Rồi tiếp theo mã R 54 có giá là 140.000 đồng. 140.000 đồng với tấm lưới như thế này, rất là to này. Tổng chiều dài ở đây nó sẽ là 75,5 cm này. 75,5 cm này. Bề rộng ở đây là 22,5 cm cho anh em nhé. 22,5 cm. Mã R54 này 140.000 đồng. Đó. À, anh em mua hàng thì nhớ liên hệ em qua số điện thoại là 035 373 0000 anh em nhé. Đấy, anh em nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Đấy, cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo anh em nhé.